mình tìm hiểu được là người địa phương tới đây mua nhiều hơn là khách du lịch đó, nên cái giá nó có vẻ là nó sẽ rẻ hơn. Cái có cá chà bẻo nữa kìa. Cá chà bẻo. Con bay bé. Con bên đây thì to hơn. Đúng rồi. Ăn nó giòn hơn nữa, đủ loại. Bao nhiêu chị? 200. 200 hết luôn hả? 200 hết luôn hả? Cái này 200. À 200. 200 tâm hình nè. Bao nhiêu chị? 450 hả? Ừ. Đem nửa ký đi. Xin chào các bạn. Bữa nay là sau rất là lâu rồi mình mới quay lại Vũng Tàu ha. Đợt trước thì mình đi Phước Hải, còn đợt này thì mình đi là Vũng Tàu để mình chơi cuối tuần các bạn. Thì mình suy nghĩ là đợt này đi mình sẽ mua hải sản về phòng để chế biến rồi ăn ở trong phòng luôn, nên mình quyết định là book một cái căn hộ. Mình cũng xem qua rất là nhiều rồi và mình thấy cái căn này khá là ok luôn, mà giá cũng rẻ nữa mọi người. Chỉ có 900 ngàn một đêm thôi. Và có cả hồ bơi ở trên lầu 9 đây nè. Đó, hồ bơi rất là rộng ha. Và xung quanh là cái view thành phố nha các bạn. Từ cái căn hộ khách sạn này đi ra ngoài bãi biển là khoảng 2 km, cũng nhanh thôi à. Và mình đã đi Vũng Tàu rất là nhiều lần rồi, mình không có nhu cầu tắm biển nữa, nên bữa nay mình quyết định là mình sẽ ở căn hộ trung tâm để mà có thể tiện đi chợ rồi nấu nướng các kiểu ha. Bây giờ mình sẽ dắt mọi người xuống dưới coi cái phòng của mình như thế nào, rồi xong sau đó mình sẽ đi ra cái chợ mà được nhiều người recommend đi nhất, đó chính là cái chợ hải sản Bến Đình. Vì cái chợ đó nghe nói là giá rất là rẻ ha, thì mình sẽ đi qua bên bển để xem có rẻ như mọi người nói hay không, và hải sản ở bển có tươi ngon hay không ha. Mình ở lầu 6, căn hộ cho 2 người. Diện tích thì tầm 27m², khá là rộng rãi. Chỗ này mới mở hồi tháng 4 năm nay nên nội thất còn rất là mới. Phòng có ban công nên rất là thoáng và sáng sủa. Mình thích phòng có nhiều ánh sáng vậy nè, không bị bí. Ngoài này có thêm máy giặt nữa, có đi bơi thì bỏ đồ vào giặt sấy luôn, cũng khỏe. Phòng ốc thì có đầy đủ vật dụng cần thiết, từ dụng cụ vệ sinh cá nhân tới dụng cụ nấu nướng nha. Bếp có quạt hút khói nên khi nấu ăn không có bị ám mùi, rất là ok luôn. Toilet cũng rộng rãi và sạch sẽ. Tổng thể thì mình khá ưng chỗ này vì giá cả và phòng ốc cũng phù hợp cho 2 người. Mình để đường link khách sạn dưới phần mô tả cho mọi người tham khảo nha. Rồi chiều hôm nay mình sẽ đi chợ Bến Đình để mua hải sản nha mọi người. Mấy lần trước mình đi chợ Xóm Lưới rồi chợ Cô Giang rồi, giờ mình đổi qua mình đi chợ Bến Đình xem sao. Đây là một cái chợ mà mình tìm hiểu được là người địa phương tới đây mua nhiều hơn là khách du lịch đó, nên cái giá nó có vẻ là nó sẽ rẻ hơn. Giờ mình sẽ đi vào trong. Xung quanh đây không có chỗ nào gửi xe hết, là mình phải chạy xe máy vào luôn nha mọi người. Bán rất là nhiều thứ ha. Trong đây có trái cây, rau, củ, như là một cái chợ dân sinh bình thường á, chứ không phải là chợ bán hải sản cho người, cho khách du lịch. Ở đây có hàu nữa nè. Hàu sữa ha. Ôi cá kìa, cá có cá chà bẻo nữa kìa. Cá chà bẻo. Tay bé. Dạ được. Dạ. Trời. Ồ có vậy à kìa. Đây bên đây là có mấy cái sạp trái cây, mấy quần áo. Cái này đông mà. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới trước đây, là mình dầm ra. Đi một vòng coi trước. Wow. Con cá bự dữ vậy. Hàu muỗng, hàu sữa. Bán rất là nhiều loại hải sản, cá, tôm, tôm hùm có, cũng có luôn. Ở phía dưới này là cảng Bến Đình nha các bạn. Cái chỗ này người ta chiều người ta sẽ lên cá cho chợ bán ha. Buổi sáng, buổi chiều, một ngày lên 2 lần. Mực bạch tuộc kìa, ngon vậy. Bạch tuộc bao nhiêu một ký chị? 120 hả? Giống nhau hết luôn hả? À, con bên đây thì to hơn. Đúng rồi, ăn nó giòn hơn nữa, đủ loại. Còn mực thì sao? Mực đó 120, mực này 150, mực kia 220. Còn cái mực nang đó? 100 là 120, đủ loại luôn. Nhiều ha. Lấy em cái 120 đi, có bóp không? Không, có giá bán là chị, mấy ký. Lấy, chắc lấy 2 con thôi.
có hai đứa ăn rồi đi mua thì mọi thứ chút ăn. Ok, mình sẽ mua mọi thứ một ít ăn mọi người ơi, chứ nhiều quá không hết mà mình đang niềng răng á. Đưa đi chắc chị không này rất là nhiều luôn ha, nhìn hấp dẫn quá trời luôn. Mà giá này mình thấy khá là ổn áp chứ, 120 ký. Rồi trên đây là khu vực Bến Đình nè, cái cảng Bến Đình nè ha. Dạ không, này là ghẹ xanh đúng không anh? Ghẹ xanh đó mình. Bao nhiêu vậy? Cái này 200, cái này 300. À, cái này 300 hả? Vô cái chỗ này. Cái này bị đứt kèn rồi. Trăm, có bóp không? Trời, bán 350, có mấy con, vô mấy con bán 300. 300. Thì chạy ra ngoài coi coi nha. Còn bên đây bán cá. Bên đây cái ốc nè. Vậy dưới đây. Em đi lên đó. Cái chị bán bông, bán đồ ở trong đó người ta bán than á. Dạ bao nhiêu chị? Dạ nào. À, mấy lại bên đây bao nhiêu? Là mấy em 450, 450. 500, 500 mấy được đó. Còn cái này là 350 đấy, 300. À, còn bên đây là? Bên đây là 350. 350. 450. 450 ghẹ đó, ghẹ bò. Ừ. Ghẹ là 340 ký luôn. Dạ. Rồi để đi coi. Đi tham quan vài chỗ nữa đi. Này cái gì lạ vậy? Bao nhiêu chị? 200. 200 hết luôn hả? 200 hết luôn hả? Cái này 200. À 200. Ừ. Con bao ăn nữa kìa. Con mà lỡ lên chỉ có 35 ngàn thôi. Nó nhỏ mấy đứa em rồi nó rồi. Đúng rồi. Mấy đứa em á, nó còn đang rồi. Thôi đi, mình cứ đi xem đi xong. Rồi gặp đó. Lấy cái nào vậy? Lấy nào em răng lượng ngon cho. Nữa hả? Vậy lấy nửa ký này đi. Lấy, tại vì ăn mỗi đứa chút chưa ăn nhiều. Chắc nha. Đây là 200 đúng không? Ừ. Ừ. Cái này nghe nhịn. Có hai đứa. Có 100 lẻ đó. À 100. Nửa ký, nửa ký. Quên. Rồi. Cho một ít ớt, một mấy cộng xả. Nữa gì nữa? Hai trái chanh. Ba trái chanh đi. Học mà nó không biết cái gì chứ. Mọi thứ ít hả chị? Ừ. Rồi. 10 ngàn. Có muối, có nhân chấm không? Ủa gì mắm nước? Ờ. Ờ. Cái nước nhà làm. Lấy như này ha. Rồi lấy một chai này luôn như vậy. Là tổng hết 40 hả? Nãy đưa 10 ngàn rồi. Rồi. Ốc hả? Cái này là... Cái này ốc gì à? Ốc mặt trăng bao nhiêu vậy cô? 40. Còn cà na? Cà na 90. À. Cái này 35. Bao nhiêu? 35. 35 hả? Ốc muốn tay 35. Cái này 40. Ừ. Còn sò dẹo? Cái này sò dẹo không? Sò dẹo 40. À 40 là chỉ có cà na là 85 thôi. Đây nè, con mua mỗi thứ một ít được không? Lấy con mỗi thứ hai lạng đi, bốn loại này nè. Trộn vô. Lẻ cái 35 ngàn, 35. Dạ. Cái này hai lạng ít. Dạ tại vì có hai đứa ăn mà ăn nhiều thứ nữa. Dạ. Giờ mỗi thứ hai lạng cô. 30. Dạ. 30 cái này hai lạng. Ừ. 4 ngàn, 8 ngàn. Dạ. 8 ngàn với cái này 8 ngàn là 16 ngàn. 16. Dạ rồi. Là hết bao nhiêu hết cô? Dạ 53. Dạ con gửi. Ôi, tâm hồn nè. Bao nhiêu chị?
450 hả? Ừ. Ngon ngon nha. Lên video đó. Lên video đó. Tâm chắc đi. Rồi. Trời 200 luôn đi. Trời ơi 2000 nữa. 200 hả? Như trong kia chợ là hết rồi. Rồi còn như đây thôi, vòng vòng vậy thôi. Đây. Có con gì nữa không? Ừ, tôm biển. Ui da, gì dữ vậy? Tôm tích hả? Ngon hả? Tôm này bao nhiêu chị? 120 hả? Hơi nhỏ. Còn cái tôm kia? Tôm này 450 đây, 400. Ồ, 400. Nó hơi nhỏ, chắc hơi mệt á. Đây em nửa ký đi. Đây ừ. Cái kèn cúm là bao nhiêu chị? 150. Ốc hương. 250. Cái tôm đó thì là 450 ha. Này là chú biển. Có ốc len nữa kìa. Ốc len bao nhiêu chị? Ốc len. Ờ phải không? Phải ốc lên không? 200. Còn sống bò luôn nè. Ốc lên nữa. Bò luôn kìa. Cái chỗ này người ta mua kẹo quá trời. Chị ghẹ này bán sao chị? Quên đi chị ơi, ngộp đi bao nhiêu nhỉ? Khoan, ngộp bao nhiêu chị? Cái này bao nhiêu? Cái này 800, còn bên mấy cái bên này? Cái đó 300 với 350. À. 400. Ừ, 400. Cái này 600, cái này là 400. Cái này 350. À. Còn bên đây? Đó 300. 300. Okay. Wow. Ở ngoài thì nó cao hơn ở trong một chút. Đây xung quanh chợ nè. Buổi chiều rất là đông người đi chợ luôn nha mọi người. Toàn là dân địa phương không à. Rồi thì bây giờ mình đã nấu xong một cái bữa ăn khá là hoành tráng nha mọi người. Tuy là mua mỗi thứ một ít thôi nhưng mà ra nè, một cái bàn tiệc rất là nhiều luôn ha, rất là nhiều món để ăn. Ở đây thì cái tôm tích thì mình cháy tỏi, cái này bạch tuộc sa tế. Đây là hả có tôm hùm nè, ghẹ nè, ốc móng tay, rồi ốc mặt trăng, rồi sò dẹo, nói chung bỏ vô hấp hết. Và còn cái này là sò huyết la cốt ha, kiểu dạng như trụng nước sôi cho nó hơi tái tái chín chín rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ ăn thử xem cái độ tươi của hải sản của bên chợ Bến Đình như thế nào ha. Rồi bây giờ mình sẽ ăn cái luộc trước đi. Ủa, nhìn cái con ốc móng tay nè, rất là dày thịt luôn á. Đây ha, mình có mua một cái hũ nước chấm ở trong chợ luôn. Đây là mắm tàn ha. Nếu mà mắm tàn này giống cái loại mà ăn ở bên ăn hào hấp ở bên Phước Hải mọi người. Đó. Nãy mình có thử qua rồi, cũng ngon á. Rất là ngọt luôn. Mà kiểu dạng như nó tươi nên nó giòn giòn á. Giòn giòn dai dai ngon nha mọi người. Ngon. Rồi, mình qua tới cái sò huyết la cốt ha. Đây. Cái này là 150 một ký, mình mua 2 lạng thôi là 30 ngàn. Đó. Thì mình trụng qua 2 lần nước sôi để cho nó chín chín xíu các bạn. Đừng để bị tái. Đó. Nè nhìn nó còn hơi máu máu á ha. Thì nó béo. Nó sẽ giòn giòn dai dai. Kiểu dạng như là hải sản tươi á nên nó sẽ có độ giòn dai nữa. Nó ăn vào là mình biết nó tươi liền mọi người. Ngon nha, cái này là chắc phải bỏ thêm một miếng cái sốt này vô nữa để mình chấm nha. Đấy. Chấm vô đây đi. Ngon. Mình thử qua cái bạch tuộc đi. Đây. Bạch tuộc. Nhìn đi. Này mình mua 2 con ha. Không có cắt ra hả?
ăn cái súp chua nó mới ngon. Thôi xin phép mọi người mình bóc tay luôn nha, tại vì bên chỗ này nó không có cho kéo nên là mình không cắt này được. Trời ơi. Mặc dù nó tươi nó giòn quá, ngon luôn á, mà xào cũng rất vừa ăn nữa, ngon nha đầu bếp. Ngon á. Cái này à, giá mình mua 120.000 một ký, được hai con bự là 40.000. Nếu mà một cái con này mà đi ra ngoài mấy cái chỗ dọc bờ biển á thì cũng phải 50-60.000 con mọi người, nên là mình mua nhà ăn thì nào cũng sẽ rẻ hơn. Rồi mình sẽ chế biến theo kiểu mình ăn thì nó sẽ vừa khẩu vị hơn. Ngon nha, ngon nha bạn tôi. Rồi giờ mình qua cái con tâm tích này đi. Cái con này nó nhỏ nên là nhìn nó ốm yếu quá ha. Nhưng mà lúc mình mua là nó còn tươi ra rói nha mọi người, còn bò luôn nha, còn lăn lộn luôn á. Đây, giờ mình sẽ phải kéo nó như thế nào đây. Cũng có thịt chứ không phải là ốm dơ ốm nhắt, không có miếng nào nha mọi người. Cái này thì cháy tỏi. Đây, đã ổn định nè. Mình thử đi. Thịt nó thì mềm, hơi mềm. Mặc dù là nó còn bò á, nhưng mà nó thịt nó hơi mềm mọi người. Cái no con này ăn chủ yếu là mình cái tỏi này mình ăn cái vị tỏi nè. Như vậy thịt thì nó ok thôi, tầm ổn nha. Với cái giá là 120.000 một ký, rồi mình mua nửa ký là 60.000 thì ăn cháy tỏi xào lên thơm. Nếu mà bạn nào biết chế biến món này á thì làm cháy tỏi ăn rất là ngon ha. Mình thấy ok đó. Được nha mọi người. Không có quá xuất sắc thôi, nhưng mà như vậy là cái giá như vậy là quá ok. Bây giờ mình sẽ thử qua cái con tôm hùm này đi. Đây. Con này là tôm ngọt rồi nha mọi người. Chắc không? Đây. Thì cái đầu nó cũng sẽ không có được cứng như những cái con tôm sống đâu. Đây cái thịt nè. Để coi cái chất lượng nó như thế nào nha. Tôm ngọt ha. Mình mua tổng cộng là hai con là mình mua hai con là 220, tính ra một con là 110. Đó. Rồi. Thịt nó còn chắc lắm, không bị bở. Còn ngọt nha mọi người. Với cái giá là 110.000, tôm ngọt như vậy mình thấy là xứng đáng với cái giá 110.000 nha. Đó, nãy chị mình có quay cái chị đó đó, nếu mà mọi người có đi chợ thì có thể mua của cái chị đó. Mình thấy ok đó. Ok nha. Ngon nha. Hợp lý á. Chấm với cái nước này ngon quá, chị đó bán, không phải, không phải chị đó bán. Quên lộn chỗ khác. Cái chỗ mà mình mua sả, mua ớt á mọi người. Nó chấm này ok nha. Ăn qua con ghẹ nha mọi người. Đây. Con ghẹ này có giá là 200 một con, lộn 200 một ký. Rất là rẻ luôn, không biết chất lượng như thế nào. Bây giờ mình sẽ mở ra đây. Rồi bây giờ mình mở ra nè. Đó. Thì nãy chị đó nói là ghẹ gạch. Ai không biết có gạch không. Thấy nó nhỏ nhỏ. Đó, có gạch ha. Rồi. Cũng gạch đó mọi người, cũng có nhiều gạch đấy mọi người. Mình mở cái chấm lên, cái nước chấm này nó cay quá. Wow. Ngon. Đây. Béo. Béo ngọt mọi người, ngon nha. Nhỏ mà chất lượng á. Béo quá à. 200 một ký. Rồi còn đây nè, thịt nè, thịt ghẹ nè mọi người. Đó. Đây, đây cái đùi á, biết mở không. À. Lên trình nè mọi người, ăn ghẹ riết lên trình. Xưa là mình không biết mở luôn á. Thua luôn á mấy cái này. Đây chấm vô cái sốt này hàng. Đó.
Chắc nha, chắc thịt lắm luôn á. Ngon. 200k là quá rẻ luôn. Nãy mình hỏi mấy chỗ khác thì toàn là 300 mấy trở lên không, 300, 350, rồi có chỗ 600 nữa. Chỉ có một cái chỗ này là bán 200 thôi mọi người. Này là ghẹ, ghẹ gạch nè. Ghẹ cái. Đó, cái yếm đó nè. Đó, ghẹ gạch ha. Đó thì nãy mình có quay cái chị đó bán rồi. Mọi người cứ tới chợ thì kiếm gì đó mua. Trời. Còn gì nữa không ta? Ai sò dẹo, xì dẹo của cái cô kia cũng rất là dễ thương ha. Mình mua mỗi thứ một chút mà cổ không có khó chịu gì luôn mọi người. Cái chợ này chung là người bán rất là thân thiện. Mình thấy rất là thích khi đi cái chợ này luôn á. Chứ mà lỡ mình đi mấy chợ khác mà vô mua kiểu này chắc bị chửi chết luôn á. Sò dẹo á, nói chung là nó tươi, tất cả mọi thứ nó đều tươi mọi người, nên là ăn vô nó sẽ có vị giòn và ngọt, rất là ngon luôn. Hải sản tươi ngon rẻ thì nếu mà kinh nghiệm của mình đi những cái chợ ở Vũng Tàu thì cái chợ này là rẻ nhất, hải sản tươi ngon, nên là mình suggest mọi người có đi Vũng Tàu thì có thể ghé cái chợ Bến Đình nha. Rồi video của mình ngày hôm nay tới đây kết thúc, thì hẹn mọi người ở chuyến du lịch tiếp theo nha. Bye bye, hẹn gặp lại.